Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào ngày hôm qua tuyên bố là họ sẽ áp thuế lên đến là 456% đối với một số mặt hàng thép được sản xuất ở tại Nam Hàn và Đài Loan, sau đó thì được vận chuyển sang Việt Nam để gia công và cuối cùng là xuất cảng sang Mỹ. Trong một tuyên bố, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết họ đã phát giác ra các sản phẩm thép không gỉ và thép cán nguội được sản xuất ở tại Việt Nam sử dụng lớp lõi của Nam Hàn và Đài Loan để tránh các loại thuế chống phá giá và chống trợ giá của Mỹ. Mỹ đã áp đặt thuế đối với các sản phẩm thép của Nam Hàn và Đài Loan vào tháng 12 năm 2015 và tháng 2 của năm 2016. Và kể từ thời gian này cho đến tháng 4 của năm 2019, thì các sản phẩm thép không gỉ và thép cán nguội vận chuyển từ Việt Nam sang Mỹ đã tăng lần lượt là 332% lên đến là 916% so với cùng kỳ trước đó. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã áp mức thuế trên theo lời đề nghị của một số công ty và tập đoàn thép của Mỹ, trong đó có ArcelorMittal, tập đoàn Nucor, tập đoàn thép Mỹ, tập đoàn thép AK. Việt Nam thì chưa phản ứng ngay tức thì về loan báo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Nhưng trong phán quyết trước đó vào năm 2018, tin cho hay Bộ Công Thương Việt Nam đã đề nghị Bộ Thương mại Hoa Kỳ hãy điều tra một cách khách quan và không áp dụng biện pháp này đối với các doanh nghiệp xuất cảng thép của Việt Nam. Tuần trước thì Tổng thống Trump đã đưa ra những chỉ trích gay gắt nhất nhắm vào Việt Nam về vấn đề thương mại, cáo buộc Việt Nam là kẻ lợi dụng tồi tệ nhất trong tất cả các quốc gia. Và chỉ vừa mới nửa đầu năm 2019, Sài Gòn đã ghi nhận hơn 24.000 trường hợp sốt xuất huyết, tăng 176% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó đã có 5 người thiệt mạng, bao gồm 3 người lớn và 2 thiếu niên. Số bệnh nhân tăng dần từ những tuần đầu tháng 6, với hơn 2.300 trường hợp khi mùa mưa bắt đầu. Tương tự tại Hà Nội, số trường hợp tương đương cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên các tuần gần đây số bệnh nhân lại có xu hướng gia tăng. Cụ thể là vào tuần cuối tháng 6, Hà Nội ghi nhận 162 trường hợp, nâng tổng số người bệnh trong nửa đầu năm 2019 lên thành 820, trong đó có 95 bệnh nhân vẫn đang điều trị ở các bệnh viện. Bác sĩ Đỗ Duy Cường, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mùa dịch sốt xuất huyết mới chỉ bắt đầu, nhưng số bệnh nhân nhập viện đang có dấu hiệu gia tăng, nhiều người chuyển bệnh nặng. Ngoài ra, tại Tây Nguyên cũng đang bước vào mùa mưa, kèm theo thời tiết bất thường khiến cho bệnh sốt xuất huyết bùng phát. 6 tháng đầu năm 2019, ngành y tế Kon Tum đã ghi nhận 200 trường hợp, cao nhất so với cùng kỳ từ năm 2016 đến 2018. Tại Việt Nam, bệnh sốt xuất huyết lây từ người bệnh sang người lành mạnh vì bị mũi vằn, thuốc máu. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh. Biện pháp phòng ngừa vẫn là tránh bị mũi đốt, diệt lăng quăng và ngủ trong màng chống mũi kể cả 3 ngày. Vào ngày 2 tháng 7, ông Nguyễn Xuân Lý là giám đốc của Bảo tàng Bình Thuận cho biết là đã liên lạc được với người đã tìm thấy nhiều cổ vật và lập hội đồng xem xét và giám định. Trước đó, theo tờ báo Pháp Luật, vào chiều ngày 1 tháng 7, một cư dân đã dùng xe xúc để đào ao trong vườn nhà ở tại xã Vĩnh Hào thuộc huyện Tuy Phong. Khi đào xuống khoảng chừng 5 mét thì bất ngờ phát giác ra có nhiều lượng kim loại màu vàng. Số lượng phát giác gồm có một bình hồ lô, một tượng Phật Di Lặc cưỡi cá chép, hai con cóc ngậm tiền. Đều lấm lem bùn đất, nhưng khi chùi rửa thì đều sáng bóng. Tất cả số lượng trên đều có hoa văn rất tinh xảo, phía dưới tượng đều có khắc chữ Hán. Các cổ vật này đều có trọng lượng là hơn 1 kg, còn riêng tượng Phật Di Lặc cưỡi cá chép thì nặng đến khoảng chừng 1,6 kg. Người dân này cho biết, sở dĩ ông tin tưởng số cổ vật vừa phát giác là cổ vật quý bởi vì địa điểm khám phá cũng nằm không xa núi Tàu, là nơi mà hàng chục năm qua đã có nhiều tin đồn về kho báu 4.000 tấn vàng của quân đội Nhật đã chôn giấu, hiện nay vẫn chưa tìm thấy. Theo một chuyên gia bảo tàng ở Bình Thuận, ngay từ đầu thế kỷ thứ 17, do cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn kéo dài, người dân từ các tỉnh đàng ngoài kéo vào vùng đất sát biển ở phía bắc Bình Thuận lập chốn định cư. Đây là địa điểm mà vua Gia Long, khi bị quân Tây Sơn truy đuổi, đã chạy đến và đã sử dụng vùng này để chiêu mộ binh sĩ, sau đó thì đưa đến vùng đất Láng Lớn cách đó 6 cây số để huấn luyện. Do đó mà khu vực này, nhiều người dân cho biết rằng vẫn thỉnh thoảng đào được nhiều cổ vật quý hiếm. Nhiều người dân tỏ ra bất bình trước tình trạng chính quyền địa phương chôn tiêu hủy heo bị dịch tả gây mùi hôi thối. Theo đó, hơn một tuần qua, sau khi phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, chính quyền địa phương đã xử lý bằng cách chôn tiêu hủy tại khu đất thuộc tổ 2 ấp An Ninh. Tuy nhiên, sau đó đã xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Theo ông Hồ Văn Tư, nhà ở cách hố chôn heo khoảng 50 mét,
Mấy ngày qua, ông đã đến báo tình trạng ô nhiễm trên cho chính quyền địa phương. Thế nhưng xã vẫn chưa có cách giải quyết triệt để mùi hôi thối này. Phó Chủ tịch xã An Khánh Nguyễn Minh Định cho biết, sau khi người dân phản ảnh, chính quyền xã đã cho phun thuốc khử trùng hàng ngày vào buổi sáng và chiều. Và người dân vẫn bị ảnh hưởng bởi mùi hôi rất khó chịu, phải mang khẩu trang, nhất là cách hố chôn heo khoảng 30 mét, có ngôi chùa An Phước, làm ảnh hưởng đến nhiều người đi viếng chùa. Và vừa rồi là các bản tin Việt Nam, và chúng tôi sẽ trở lại với phần tin địa phương. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.